Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 100 đô tốc cần có cái hiệu là BZ coin nha các bạn. Thì dành cho 5.000 bang đầu tiên nha các bạn. Còn chương trình này góp này thì nó sẽ có event là đua top nha các bạn. Dành cho 10 người may mắn nhận được 10.000 đô nha các bạn. Để tham gia game này bạn click phần link mô tả mở link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Chiller của admin của group nha các bạn. Rồi các bạn follow hai kênh Twitter của nó các bạn. Rồi các bạn copy hát tag này nè. Để tan 5 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một Twitter nè các bạn. Các bạn tan 5 người bạn thêm vào của mình vào các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Đi tới chiếc chẳng tweet. Tweet. Rồi các bạn bắt hát tát ra vào nha các bạn. Các bạn bắt hát tát ra vào rồi. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình vào nha các bạn. Xuống đây thì các bạn chỉ việc bấm A cộng tan những người bạn của mình vào nữa các bạn. A cộng mình. Thì nó sẽ hiện lên những người bạn của mình nữa các bạn. Tìm kiếm những người bạn. Rồi các bạn tan 5 người bạn của mình bấm tự quyết lại nha các bạn. Rồi mình đã tự quyết xong thì các bạn chơi về một cái liên phơm này nha các bạn. Rồi vào đây follow và submit follow kênh Telegram của nó nữa các bạn. Rồi dùng đầu tiên mà địa chỉ email của mình nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username của Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Phòng MMO của các bạn. Tiếp tục thì cái link Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình lên nè. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên cùng các bạn, nhấp vào hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Mình dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ ETH Wallet nha các bạn. Nhà Bitcoin Wallet thì các bạn nên dùng địa chỉ dùng ví sàn anh ta các bạn. Các bạn mở địa chỉ ETH của mình vô nè các bạn. Mình sao chép mà gì nói thì nó muốn phân phối địa chỉ nó phân phối nha các bạn. Dự án này nó không bắt vào đây ETH đây các bạn. Tiếp tục thì Bitcoin nha bạn. Còn Gapfer này là email các bạn điền cho mình a cộng ơi ảnh nhân quỳnh 5191 a cộng .com nha bạn. Mình lấy thêm địa chỉ Bitcoin của mình nha bạn. Các bạn thông cảm nha bạn. Cái máy của mình sao nó bị này nha các bạn sao chép mà Bitcoin nè các bạn. Rồi chạy vào Winform các bạn cũng điền lại nãy các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn.
Rồi tiếp tục thì email này mình đã liên ghép với phần link mô tả. Ảnh nhân Quỳnh 5991 a cộng.com là cái mã giới thiệu của mình nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 đô cần có ký hiệu là BZ. Ai góp này tập cần này sẽ sẵn sàng Binance và sàn có gì mình sẽ cập nhật sau video các bạn nha bạn. Như mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.